Vừa qua, công ty VMT Technology đã tổ chức đại hội đảng bộ công ty lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hoàng Đức Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 chỉ đạo đại hội, đồng chí Đỗ Vũ Anh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn và đồng chí Bùi Văn Hoan, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ VMT Technology đã tăng cường vai trò và năng lực lãnh đạo của Đảng, củng cố vị thế là đơn vị trụ cột của tập đoàn trong lĩnh vực công nghệ công nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh thị trường trong nước và quốc tế. Cùng với đó, Đảng bộ công ty cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm rút ra từ nhiệm kỳ cũ để có những phương hướng thay đổi phù hợp trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã thông qua phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ VMT Technology trong nhiệm kỳ mới 2020-2025. Trong đó, tập trung vào công tác giáo dục đảng viên, tạo môi trường tích cực để các cá nhân cùng phấn đấu thi đua, xây dựng tấm gương lãnh đạo cấp ủy, tăng cường công tác kiểm tra giám sát. VMT Technology sẽ tập trung nguồn lực nghiên cứu thị trường, nghiên cứu phát triển các sản phẩm công nghệ chiếm lĩnh thị trường trong nước, vươn ra thị trường quốc tế, khẳng định vị thế chủ lực của công ty trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp, điện tử viễn thông. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Hoàng Đức Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn VMT, ghi nhận những đóng góp của Đảng bộ VMT Technology hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận vượt xa chỉ tiêu đặt ra, xứng đáng là đơn vị chủ lực của Tập đoàn VMT trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp, điện tử viễn thông. Trong nhiệm kỳ tới, VMT Technology cần nhanh chóng xây dựng chương trình hành động cụ thể, xác định nhiệm vụ trọng tâm, khẳng định vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong công việc. VMT Technology tiếp tục nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ mang tính đột phá, đóng góp phục vụ cho quá trình chuyển đổi số quốc gia, là điểm sáng tiêu biểu về công nghệ trong cách mạng công nghiệp 4.0. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ VMT Technology nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 đồng chí. Đồng chí Trần Hữu Quyền, Ủy viên Đảng ủy Tập đoàn, quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc công ty VMT Technology đã được bầu làm Bí thư Đảng ủy và đồng chí Trần Đình Hùng, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn VMT Technology làm Phó Bí thư Đảng ủy công ty.